Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Kính thưa quý vị, tài vận của con người không thể nào đoán được ngày 1, ngày 2, mà nó là cả một quá trình khổ công tu luyện, tu tâm dưỡng tính mà thành. Có những người thiện lương và luôn gặp được điều may mắn, tiền bạc và công danh lúc nào cũng phất mạnh. Bên cạnh đó cũng có những người dù có cố gắng, nỗ lực cỡ nào đi chăng nữa, thì họ vẫn nghèo khổ, không ngóc đầu lên được. Cuộc sống của họ luôn lâm vào bế tắc, khổ tận cam lai, không sao kể hết. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc một trong số những con giáp hiếm hoi, ít ỏi này, trước giờ gặp toàn vận xui, nhưng chỉ sau một đêm, số phận của bạn sẽ bước sang một trang mới, tiền bạc sung rỉnh, tiêu xài thả ga, khiến ai ai cũng phải tròn mắt ghen tị. Những con giáp ít ỏi đó chính là con giáp sau đây. Quý vị có tò mò muốn biết mình có nằm trong những con giáp may mắn đó không? Xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây để nắm bắt thời vận, trúng số đổi đời, giàu nhanh chóng mặt. Một tuổi Tý, hôm nay vận có chính ấn nên những bạn tuổi Tý chuẩn bị thi cử, xin thăng chức, xin việc sẽ thuận lợi, không cần phải lo lắng. Tuy nhiên nếu Tý muốn bản thân phát triển nhiều hơn nữa, cần có chí tiến thủ, chịu khó lắng nghe kinh nghiệm từ người đi trước. Tình cảm có chút bấp bênh, vợ chồng không hiểu nhau và hay cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn trẻ tuổi Tý cảm thấy chán yêu đương, có hay không có người yêu cũng không còn quan trọng nữa, mặc dù cha mẹ đang hối thúc. Không sinh ra ở vạch đích, thế nhưng người tuổi Tý có thể đến đích cực sớm nhờ vào bản lĩnh, sự thông minh và nỗ lực gấp đôi người khác. Con giáp này tiền vận gặp nhiều thử thách, song may mắn sẽ đổ dồn về trung vận. Tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa. Con giáp này siêu năng, chịu khó nên cũng tích lũy được kha khá số vốn làm ăn. Thời gian tới bạn nào mà có ý định lập nghiệp, kinh doanh thì hãy làm nhé. Để vạn sự hanh thông, quý gia chủ nên luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân để chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi và thâu thu tài lộc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Nhờ lục hợp nâng đỡ, công việc của bản mệnh có bước tiến rõ rệt. Con giáp này thông minh, nhạy bén, biết cách làm ăn, vun vén cho sự nghiệp. Những bạn đang làm ăn xa nhà, tuy bước đầu hơi vất vả nhưng đừng lo, về sau sẽ có quý nhân giúp bạn. Đường tình cảm của tuổi Sửu cũng may mắn không kém, vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc. Nữ tuổi này chăm chỉ, đảm đang, lo hết việc trong nhà. Nữ tuổi này chăm chỉ, đảm đang, lo hết việc trong nhà và hai bên nội ngoại. Năm tuổi Sửu vượng duyên, đi ra ngoài hay được các bạn nữ để ý. Vì cục diện thổ khắc thủy nên đường tài lộc của các bạn khá mông lung. Con giáp này nên đề phòng trộm cắp, bị rơi tiền hoặc bị quyệt tiền. Không nên chủ quan. Để thoát khỏi tai họa xảy ra, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình linh phù dài hạn. Để hóa giải vận xui, chiêu mời may mắn, tài lộc và bình an, để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Vận có thiên tài nên tuổi Thìn khá thông minh, suy nghĩ lạc quan nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót trong cách làm việc. Tuổi này dễ gặp may mắn nhưng cũng dễ gặp xui xẻo nếu như không biết nắm giữ vận may, làm gì cũng phải khiêm tốn thì mới phát triển được. Đường tình cảm thuận lợi nhờ tam hợp chiếu cố, người cho đi mà không cần nhận lại chính là người giàu có nhất thế gian, đó chính là tuổi Thìn. Luôn sống hết mình vì mọi người xung quanh nên không ai có thể trách móc con giáp này trong hôm nay. Một sự thay đổi mới trong công việc, khởi động dự án kinh doanh hay thử sức với công việc tay trái đều là lựa chọn có thể khiến người tuổi Thìn gia tăng thu nhập. Con giáp này còn được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, dù hàng hóa hay dịch vụ cũng bội thu lợi nhuận và trở nên giàu có. Nhân duyên trong thời điểm này cần có sự đánh đổi hoặc buông bỏ sự nghiệp để giành được mối quan hệ lý tưởng, hoặc từ bỏ mối quan hệ hiện tại để có khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Mọi sự lựa chọn của người tuổi Thìn đều sẽ ảnh hưởng tới cả tài vận phía sau, vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Là con giáp số vất vả lại chịu ảnh hưởng từ cục diện thổ khắc thủy nên tiền bạc hao hụt, bạn phải chi trả khá nhiều khoản cho các khoản phí sinh hoạt.
Tốt nhất tuổi Thìn nên xem xét lại những khoản chi tiêu của mình hiện tại, cái gì cần tiết kiệm thì nên hạn chế. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ. Nay được thực thần nâng đỡ nên những bạn tuổi Tỵ làm công việc tự do rất có lộc, may mắn ập tới bất ngờ. Sự cố gắng của bạn đang được khách hàng đánh giá cao, cơ hội làm ăn, mở rộng kinh doanh rõ ràng đang ở rất gần. Nhưng đường tình cảm lại vất vả hơn nhiều vì cục diện thủy khắc hỏa. Đối phương rất bực bội khi bạn cứ mang theo khuôn mặt khó chịu từ cơ quan cho đến khi về nhà. Càng hay gắt gỏng thì bạn càng dễ làm mất lòng những người quan trọng. Nay Tỵ không nên cho bạn bè nợ tiền, dù là khoản tiền nhỏ hay lớn thì cũng có nguy cơ mất trắng, không đòi lại được, tình cảm sứt mẻ. Tuổi này cũng cần cẩn thận trong khoản giấy tờ, sổ sách, chuyển khoản tiền qua ngân hàng, kẻo nhầm lẫn đáng tiếc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Bản mệnh được chính tài giúp đỡ, đường sự nghiệp nên vận may đầy mình. Tuổi này đi làm rất chăm chỉ, thật thà, không thích làm ăn gian dối nên rất được lòng cấp trên. Người được thừa kế sản nghiệp của gia đình thì nhạy bén, dễ tìm được mối làm ăn ngon. Tuy nhiên vì lâm tương hại nên Mùi có điểm chia tay trong hôm nay. Tình cảm bấp bênh, bạn không được đối phương quan tâm nên nảy sinh ức chế. Nhiều người sắp phải chia tay vợ, chồng hoặc bạn bè ra nước ngoài hoặc là đi làm ăn xa. Do cục diện thổ khắc thủy nên Mùi phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận khó khăn, sai sót trong chuyện tiền nong hôm nay, hoặc thậm chí bị đổ oan bởi chuyện không đâu. Là con giáp vất vả từ nhỏ nên bạn cũng khá quen với việc này, mọi khó khăn rồi sẽ sớm được giải quyết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Các chuyên gia tử vi học dự báo có thiên tài chiếu vận nên tuổi Tuất sẽ gặp may nếu như có sản nghiệp riêng thừa kế từ gia đình hoặc làm thêm nghề tay trái. Nhưng nếu con giáp này lười tiếp thu hay khoe khoang thì chẳng việc nào được trọn vẹn trong hôm nay cả. Bất kể làm việc gì, họ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt. Nếu biết nắm bắt thời cơ trong hôm nay, xây dựng mọi thứ ổn định thì xác định là thăng hoa không ai sánh bằng. Trời sinh tuổi Tuất là những con người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Tuất không tạo được cảm giác thân thiện với bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại là người có trái tim ấm áp và biết lo nghĩ. Đừng tình cảm bấp bênh vì cục diện thổ khắc thủy. Nếu cảm thấy trong tình yêu bạn không được tôn trọng thì nên rời đi càng sớm càng tốt. Người có gia đình thì dễ bị hàng xóm soi mói, nói xấu, chia rẽ tình cảm vợ chồng nên hãy cẩn thận. Có thể Tuất phải cẩn thận trong các giao dịch liên quan tới tiền bạc vì khả năng kiểm soát chi tiêu kém hiệu quả, tiêu pha cần có điểm dừng, đừng mua những đồ lặt vặt vì ham rẻ, giảm giá, số tiền đó nên cất đi thì hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!